lại đây cho coi này nè. Cáo nhỏ channel 1 triệu người đăng ký. Hồi tối này á là mình đang đi coi pháo bông á, đêm giao thừa 30 á, tự nhiên các bạn bè mình nhắn tin quá trời mới biết là cáo nhỏ channel, cái kênh YouTube của mình á, được 1 triệu người đăng ký rồi. Trời, tối tới giờ mới có thời gian rảnh để mình làm cái clip này. Cảm ơn tất cả mọi người nè. Bây giờ mình sẽ đi mua một cái bánh kem để mình đi ăn mừng cùng với tất cả mọi người nha. Đi đường phố Long Xuyên bây giờ mùng 1 Tết vắng que không có ai hết trơn á, mà mình bây giờ đi mua bánh kem đi ăn mừng thì không biết giờ đi mua ở đâu luôn á. Tiệm bánh kem A Bủ. Hồi tối cũng nhắn tin hỏi trước coi là có mở cửa không, thì nói có, anh thử ra qua đây mua nè. Trời ơi, nhiều bánh quá, không biết lựa mẫu nào luôn ta ơi. Cái này được nè. Nhưng mà cái bánh này là chắc là phải ghi chữ ở dưới đây rồi, chứ không có ghi ở trên cái bánh được. Đó chưa, nghề có khác nha. Đủ không vậy? Đủ. Nè. Thấy chưa, bao đẹp luôn nha. Trời ơi, cáo nhỏ channel 1 triệu sub. Ây da, rồi tự nhiên dính miếng rồi. Thơm quá, cái bánh thơm y như được 1 triệu sub của mình vậy đó. Trời ơi, 1 triệu sub hả? Trời ơi, giả gì vậy ta? Trời ơi, không có cái nón chúc mừng, có nón happy birthday à, quay ngược lại đội là đỡ nha. Ba không biết gì hết trơn, ba nào ngủ ngon lành. Ai ba, chúc mừng cáo nhỏ channel được 1 triệu sub. Yeah, mẹ của cáo nhỏ cũng cảm ơn các bạn và những người hâm mộ đã ủng hộ kênh cáo nhỏ và bấy lâu nay, cho cáo nhỏ để có động lực mà sáng tạo ra những cái video hay và vui để cho phục vụ tất cả mọi người. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương cáo nhỏ và ủng hộ cáo nhỏ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.